kính chúc mọi người một ngày mới thật là mạnh khỏe. Ngày hôm nay, em xin gửi tới mọi người một video ngắn giới thiệu sơ qua về combo hai bộ sản phẩm. Đó chính là bộ dụng cụ mở đầu lốc điều hòa ô tô. Bộ cỡ nhỏ của nó bao gồm 14 chi tiết, cỡ to của nó 21 chi tiết. Có thể dùng cho nhiều dòng xe, từ xe tải, xe con, xe du lịch đến xe tải hạng nặng. Chất liệu để sản xuất ra sản phẩm đó chính là kim loại tổng hợp. Các bước gen được tiện trên ốc và các mặt để giữ lốc được tiện rất là kỹ càng nên anh em có thể yên tâm. Với bộ to, nó có sự tiện dụng hơn với một mặt van ba lăng tam giác và hai vòng bi đệm để khi anh em cảo đầu lốc ra nó tránh được vết xước. Với sự hỗ trợ của hai bộ van này có thể giúp cho anh em vừa tiết kiệm thời gian mà vừa tránh được hỏng hóc do sự không may khi tháo. Anh em có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm hãy liên hệ Zalo với em theo số điện thoại 0769086333. Xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.